Chào quý vị và các bạn. Đêm thứ hai, mưa ở miền Bắc sẽ tạm giảm, chỉ còn xảy ra vài nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Sang tới thứ ba thì trời sẽ có nắng về trưa chiều, gây cảm giác oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ từ 30 đến 32 độ C. Hà Nội sẽ có nắng trong ngày thứ ba này, nhiệt độ cao nhất lên tới 32 độ C. Quý vị có thể tranh thủ xuống phố để chụp ảnh cùng với hoa bằng lăng đang nở rộ, nhuộm sắc tím khắp các phố phường, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thơ mộng giữa những ngày hè oi bức. Lưu ý là thứ tư và thứ năm này thì mưa sẽ xuất hiện về chiều và xảy ra bất chợt trong ngày, có thể xảy ra cả mưa to. Với khu vực miền Trung thì chiều tối thứ hai đã có mưa rông giải nhiệt và mưa sẽ còn tiếp diễn trong tối và đêm thứ hai. Nhờ đó mà sang tới thứ ba, nhiệt độ sẽ giảm và dễ chịu hơn. Cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Huế từ 30 đến 32 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang và Phan Thiết 32 đến 34 độ C. Riêng Tuy Hòa nắng nóng 35 độ C. Với thành phố Hội An thì thứ ba trời sẽ có nắng cả ngày, sang thứ tư và thứ năm nắng chủ yếu về buổi sáng, còn chiều và chiều tối dễ xuất hiện mưa rông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Đến Hội An thì quý vị nhớ ghé thăm rừng dừa Bảy Mẫu. Đến đây thì bạn sẽ được trải nghiệm ngồi thuyền thúng tham quan khu rừng dừa xanh mướt, được chiêm ngưỡng những tiết mục múa thúng và thưởng thức đặc sản địa phương. Với các địa điểm du lịch ở phía Nam như là Phú Quốc thì cũng đang dần bước vào mùa mưa, nên trong cả 3 ngày tới đây thì mưa sẽ xuất hiện về chiều tối. Ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ C. Buổi tối thì trời sẽ tạnh ráo 27 đến 28 độ C. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.